I would like to invite the Richard Marcus to go to this place to have a short interview with the audience. Welcome, Mr. Rich. And I have a short question for you. So, what do you think why the Smart Bay City is the ideal venue for the best in space competition? And what do the audience can expect from tomorrow the competition? Đây trên này ghi là đảo độc đắc Tử Mẫu Thiên Linh Cái, chính thức khởi chiếu vào ngày 23 tháng 12. Ủa, là ngày này là ngày chung kết của Hồ Việt Nam năm nay luôn. Rồi làm sao anh Nam đi dự được cái premiere phim này được? Premiere phim mới là ngày 22. Là ngày đó là ngày tổng duyệt. Ngày tổng duyệt thì anh Nam tới xíu. Tới xíu sao được, thôi để anh Nam sẽ live stream đi online đi. Dạ, nhưng mà mới như là nó bù lại. Thì ý anh là công ty mình có khoảng tầm 200 nhân viên, ý là mình đang bao làm đúng không hay sao? Vậy em có discount vé không? Ví dụ bao nhiêu phần trăm đó không? Có không? Nói vui vậy thôi, nhưng mà chắc chắn là phải đi xem phim của Trần Tiểu Vy đóng rồi. Chắc chắn là sẽ có nhiều thú vị. Và tiếp theo xin được mời bạn Mai Võ Kim Từ hồi mà đóng MV với Eric đúng không? Góc như mưa mà rất là hay. Hôm trước thì bên ekip của anh Phan Anh Eric có nói là chắc sẽ mời em đóng tiếp. Đó, nhưng mà để sau phim này có ổn không sẽ mời đóng tiếp. Chắc là Vy giới thiệu chút xíu đi chứ. Vì Nam hôm nay mới được Vy ập tới đó cho nên hơi bất ngờ chút xíu. Và tiếp theo chúng tôi xin được mời lên sân khấu Á hậu Phương Nhi, Á hậu của Miss World Việt Nam 2022. Và xin được mời lên sân khấu cùng với Á hậu Phương Nhi đó là Dr. Jackie Nguyễn Hiếu Nhân, CEO của Dr. Jackie Cosmetics, nhà tài trợ nha khoa của cuộc thi. Hy vọng đây là sẽ là vừa kết hợp giữa hài và kinh dị nha. Có lúc thì Trần Tử Vy sẽ làm chúng ta rất là hoảng sợ và sẽ được mời Dr. Jackie sẽ di chuyển vào khu vực phía bên trái để chúng ta cùng giao lưu với quý vị khán giả. Anh có spoil phim quá không? Tóc luôn hả? Xin chào anh, ngày hôm nay mình đến đây với vai trò đó là đại diện của Bên Tài Trưởng Nhà Ngoại. Hẹn gặp lại cả nhà. Không biết là anh cảm nhận như thế nào về các thí sinh của con Việt Nam Thành Đô. Các bạn đem riêng, các bạn riêng, các bạn riêng, thì xin chúc các bạn thành công. Chúc các bạn hôm nay sẽ có những giây phút thật là đáng nhớ cùng với buổi họp báo của chúng tôi. Xin mời anh sẽ di chuyển vào trong khu vực sân khấu. Ok, thưa quý vị, tiếp theo trên khu vực thảm đỏ sẽ là nhóm ca sĩ đến từ game show Ca Sĩ Thần Tượng. Xin được mời ca sĩ Tiểu Thúy, ca sĩ Minh Hoàng, ca sĩ Vinh Phúc và ca sĩ Liêu Trấn Hải. Rồi. Em cái này là phải lấy design này gắn lên LCD thang máy công ty liền. Ai không đi xem là đủ tiền. Rồi. Mọi người sẽ đi xem bởi vì cho mình quay cái đi được lát sao chị chụp ảnh gà rán và ăn bắp nữa. Rồi. Rồi, chụp không? Tại vì chưa đi chụp bên kia.
như cái nhai vậy, cái nhai vậy đó anh ơi. Mở tay mà mình chịu khó mình lên ảnh rồi đó. Phải mà tại vì cái kịch bản nó dài quá. Dài quá ta lại luôn á, nãy giờ bóc lên da mặt. 1, 2, 3, 4. Và thưa quý vị, ngay lúc này trên thảm đỏ của chúng tôi sẽ là sự xuất hiện của thạc sĩ Phạm Kim Dung, tổng giám đốc công ty Sen và phó trưởng ban tổ chức. Chúng tôi sẽ được mời lên khu vực thảm đỏ thạc sĩ Phạm Kim Dung, tổng giám đốc công ty Sen Vàng, phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022. Chị đóng vai nào? Chị đóng vai này hả? Đóng vai nào? Ôi, cái mặt chị là ở đây nè. Ủa, ở đây đó hả? Ủa? Mặt của chị điều khiển nè. Mình đừng có phân tích da, mình kêu gọi mọi người đó. Nói cái da này nó mỏi tai á. Rồi, Bia. Ủa, sao Bia? Ủa, em đâu có biết đâu mà sao em kêu Bia? Các bạn sắc đẹp của Việt Nam. Và ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng dành một vài phút ngắn để có thể giao lưu với bà Phạm Kim Dung, giám đốc tổng giám đốc công ty Sen Vàng và phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022. Xin mời chị Phạm Kim Dung. Cả nhà ơi, thì hôm nay cuối cùng là bà Hậu cũng nhận được lời mời đi xem đảo động đất. Mà có Tiểu Vi Long đông rồi, nghĩa là trước giờ Tiểu Vi Long cũng mời bà Hậu nữa, hôm nay mới mời. Còn ba là đóng phim, đóng một lần là. Cho nên là cả nhà cũng nhớ đi xem nha. Rồi có gì nếu mà cả nhà có muốn có vé hay là muốn mời đi xem thì nhớ đầu Tiểu Vi liên hệ bà Hậu. Không liên hệ Tiểu Vi, sao lại liên hệ em, đâu đóng phim đâu, em đóng bài này mà. Tốt sắp đóng phim rồi thì em ủng hộ chị đi. Thôi hết tiền rồi, làm từ thiện rồi. Ok, cảm ơn em. Bài mấy ngày mấy mọi người ơi, Kimmy là ngày 22 tháng 12, nhưng mà ngày chính thức ra rạp là ngày 23 tháng 12. Mọi người hãy nhớ ra rạp là một định vị để ủng hộ Kimmy cho mọi người. Còn bữa chị mời em là ngày 22 tháng 12 chúng ta sẽ ngày 22 là một hợp thực hiện ở trong premiere cùng với Tiểu Vi, cho nên là mọi người nhớ đón xem là ngày 23 tháng 12 sẽ chính thức là ngày nghỉ nhiều nha, nhớ nha, đảo động đất nha, bay này nha, mọi người nhớ coi nha. Và tiếp theo trên khu vực thảm đỏ, chúng tôi xin được mời ông Nguyễn Tuấn Long, tổng giám đốc của 1989 Floris, nhà tài trợ hoa tươi của cuộc thi. Xin mời. Quý vị, ngày hôm nay các thí sinh của chúng ta xuất hiện trong những bộ trang phục dạ hội màu trắng rất lộng lẫy, rất quyến rũ, và chỉ một ít ngày nữa thôi họ sẽ bước vào đêm chung kết toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam 2022. Chúng ta sẽ biết được những đơn vị thắng lợi của đại hội. Nó đã quảng cáo hết nguyên một cái hộp
tùng á là toàn quảng cáo của phim này thôi. Tổng giám đốc khách sạn Equatorial, đơn vị hỗ trợ lưu trú cho cuộc thi năm này. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.